Dạ, em xin được mến chào tất cả quý cô chú và anh chị. Rất vui khi được gặp lại quý cô chú và anh chị trên video mới nhất ngày hôm nay. Dạ thì ngày hôm nay quay trở lại thì em Thương sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý cô chú và anh chị là một căn nhà nằm gần chợ Bình Chánh. Hiện tại thì em Thương đang đứng ở trục đường thông không quý cô chú và anh chị. Phía bên đây là quý cô chú và anh chị mình di chuyển thẳng ra Đinh Đức Thiện nối dài kết nối về chợ Bình Chánh quốc lộ 1A luôn. Và phía bên đây là quý cô chú và anh chị mình di chuyển ra tới khu công nghiệp Cầu Tràm ha. Vị trí khu dân cư của mình thì rất là đông đúc luôn. Ở hiện hữu ở san sát hết rồi. Cô chú và anh chị mình khi về đây sinh sống mình không có sợ buồn hay là vắng vẻ ha. Và đặc biệt khu dân cư của mình cách bán kính khoảng tầm vài bước chân thôi là quý cô chú và anh chị mình đã có tiện ích rồi. Phía bên đây thì mình có quán tạp hóa nè, quán cà phê ha. Mình di chuyển ra một xíu đầu đường thôi là mình đã có một cái chợ nhỏ rồi, để cho quý cô chú và anh chị mình về đây việc nội trợ được rất là dễ dàng nè. Còn mình mua sắm ha thì mình di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm ha. Vị trí căn nhà của mình á mà cách khu công nghiệp Cầu Tràm là khoảng đúng một cây số ha quý cô chú và anh chị. Xung quanh đầy đủ tiện ích để phục vụ cho mình luôn, như là Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, các hàng quán, quán ăn ha. Để về đây quý cô chú và anh chị mình có thể vừa đưa rước con em mình đi học nè, vừa nội trợ cũng như là sắp xếp công việc của mình ha. Và căn nhà ngày hôm nay em Thương giới thiệu cho quý cô chú và anh chị là một căn nhà nằm trong khu dân cư này. Vị trí căn nhà của mình là căn góc hai mặt tiền ha. Phía đây là quý cô chú và anh chị mình là một trục đường thông rồi. Phía bên căn nhà của mình cũng là một trục đường thông luôn. Bây giờ thì em Thương sẽ đi chuyển vào bên trong để giới thiệu cho quý cô chú và anh chị mình rõ ràng hơn. Dạ thì căn nhà mà em giới thiệu cho quý cô chú và anh chị có diện tích là ngang 4,5 m, dài tới 15 m, thiết kế là một trệt một lầu, công năng sử dụng tới 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, một căn gốc hai mặt tiền luôn, đường thông nha quý cô chú và anh chị. Khu dân cư của mình thì ở đây bao test quy hoạch cho quý cô chú và anh chị luôn. Em Thương cam kết là nhà mình không vướng dự án, không vướng giải tỏa quy hoạch luôn, nhưng mà trước khi tiến hành mua bán em cũng sẽ hỗ trợ quý cô chú và anh chị mình đi test quy hoạch ha, trả lời bằng văn bản cụ thể để cho quý cô chú và anh chị mình yên tâm hơn. Đường xá rất là rộng rãi luôn, ô tô xe tải mình di chuyển đồ đạc cũng tới nhà luôn ha, rất là thuận tiện luôn quý cô chú và anh chị. Và buổi chiều thì quý cô chú và anh chị mình thấy nè, mình có thể nhắc một cái ghế, một cái bộ bàn ra phía trước cửa nhà mình uống trà, uống nước, thư giãn, nói chuyện với nhau rất là đông vui ha quý cô chú và anh chị. Hoặc là nhà mình mà có người lớn tuổi á, thì khu vực này buổi chiều á mình đi bộ nè, tập thể dục cũng rất là thuận tiện ha quý cô chú và anh chị. Một căn nhà sổ hồng riêng phân khúc giá chỉ trên 1 tỷ một chút xíu thôi, sổ hồng riêng có hỗ trợ vay ngân hàng ha quý cô chú và anh chị. Dạ thì em Thương mời quý cô chú và anh chị mình cùng quan sát một vòng nè. Khu dân cư của mình thì ở đây, cô chú anh chị ở khu vực thành phố thì đã về đây sinh sống khoảng 70% rồi. Mình về đây không có sợ vắng, sợ buồn nè. Cơ sở hạ tầng thì hoàn chỉnh, dưới là có cống thoát nước, trên là có điện đường, có camera an ninh, trải dài từ ngoài đường lớn vào đến tận căn nhà của mình luôn ha quý cô chú và anh chị. Và đặc biệt hơn hết, nhà mình là nằm gần khu công nghiệp Cầu Tràm, cách khu công nghiệp Cầu Tràm là đúng một cây số thôi. Ở đây thì nếu quý cô chú và anh chị mình không có nhu cầu ở liền thì mình có thể mua nhà mình để lại cho thuê ha. Về phần giới thiệu khách thuê thì em Thương sẵn sàng hỗ trợ quý cô chú và anh chị mình hết mình. Dạ thì quý cô chú và anh chị mình quan tâm cũng như là có nhu cầu mua nhà để cho thuê thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Thương theo số điện thoại là 0935 383 449. Dạ thì em Thương đang di chuyển tới đến căn nhà của mình luôn. Nhà của mình là căn góc hai mặt tiền ha. Phía trước khu dân cư của mình cũng là một trục đường thông và bên căn nhà của mình cũng là một trục đường thông ha quý cô chú và anh chị. Và đây là nhân vật chính mà ngày hôm nay em Thương giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị, một căn nhà được thiết kế một trệt một lầu, công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Nhà của mình thuộc hướng Nam ha. Cô chú và anh chị nào quan tâm nhà hướng Nam thì nhấc máy lên và gọi cho em ha. Số điện thoại thì em có để trên màn hình rồi. Và đây là trục đường kế bên nhà của mình, một trục đường thông ha. Cũng như em giới thiệu ngay từ đầu video, phía bên đây là quý cô chú và anh chị mình di chuyển ra Đinh Đức Thiện nói dài nè để về chợ Bình Chánh ha. Còn phía bên đây là quý cô chú và anh chị mình cũng di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm luôn. Ở trong đó thì nhà dân rất là nhiều. Khu vực này quý cô chú và anh chị mình yên tâm, một khu vực rất là an ninh luôn. Quý cô chú và anh chị mình về ha thì có thể thiết kế thêm một cái cửa cổng ha, hoặc là một cái cửa kéo nè, giống như những nhà xung quanh ha, thì nhà mình rất là an toàn rồi. Và bây giờ thì em Thương sẽ đi vào chi tiết của căn nhà này để giới thiệu cho quý cô chú và anh chị. Dạ đầu tiên thì nhà mình được xây dựng cao hơn mặt đường rất là nhiều không quý cô chú và anh chị. Ở đây thì quý cô chú và anh chị mình có một cái vỉa hè nhỏ nè, mình có thể trồng cây, trồng kiểng, để những chậu cây, chậu kiểng ở đây mình yêu thích ha. Và phía trước nhà mình cũng có một cái cống thoát nước để cho khi trời mưa lớn quý cô chú và anh chị mình dễ dàng thoát nước. Khu vực này là không sợ ngập luôn không quý cô chú và anh chị. Có một cái dốc chạy xe lên nè, rất là tiện luôn. Lớp cửa chính của mình được trang bị bằng sắt 4 cánh, ốp kích cường lực dày. Và đây là khoảng không gian phòng khách của căn nhà ngang 4,5 m và 15 m ha. Một khoảng không gian rất là chỉnh chu, vừa vặn cho quý cô chú và anh chị mình đặt được nhiều nội thất cần sử dụng cho gia đình nè. Hai bên tường thì được ốp gạch cao. Và căn nhà của mình là góc hai mặt tiền. Lợi thế này mình rổ được rất là nhiều cửa sổ ha, để cho quý cô chú và anh chị mình lấy thoáng lấy gió nè. Cửa của mình thì cũng được là hai lớp cửa lùa luôn ha quý cô chú và anh chị. Những khoảng không gian trống thì quý cô chú và anh chị mình về có thể đặt thêm một cái kệ tủ âm nè, để cho gia đình mình đựng những vật không cần thiết vào bên trong ha, giúp cho những khoảng không gian bên trong căn nhà của mình nó rộng rãi hơn. Và đây là cầu thang lối đi lên trên lầu. Bậc tam cấp thì được làm rất là thấp để cho gia đình có cô chú ông bà lớn tuổi thì mình tiện di chuyển nè.
có tay cầm bằng gỗ ốp kính cường lực. Dọc lối đi thì đã được ốp gạch tường cho mình khá cao. Cô chú và anh chị mình về căn nhà này khi mà mình dọn vệ sinh lau chùi thì cũng đỡ cực ha. Và nhà mình cũng có phòng ngủ tiện ích ở dưới tầng trệt luôn. Tuy là một căn nhà có chiều dài 15 mét thôi nhưng mà thiết kế cho mình rất là đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình có thể ở từ 6 đến 8 thành viên ha. Căn phòng này là dành cho ông bà cô chú lớn tuổi nè, mình đỡ phải di chuyển lên trên cầu thang, đỡ phải cực ha. Và đây là khoảng không gian phòng bếp đã lắp sẵn cho mình, kệ tủ bếp dưới, kệ tủ bếp trên đều được làm bằng chất liệu là gỗ ha quý cô chú và anh chị, chống mối mọt rất là tốt nè. Mặt bếp thì được ốp gạch màu đen, có bồn rửa và khoảng không gian này cũng có cửa sổ để quý cô chú và anh chị mình mở ra ha, để khi nấu ăn á thì mình tránh việc ám mùi vào bên trong căn nhà của mình. Bên cạnh nhà mình là một con đường ha, rất là thông thoáng mát mẻ luôn. Nhà mình lại thuộc hướng nam nữa, một hướng có gió rất là mát. Và đây là chi tiết cuối cùng ở dưới không gian tầng trệt, một khoảng không gian sân sau tích hợp theo đó, bên cạnh là nhà vệ sinh để cho mình tiện việc sử dụng của các thành viên. Bên trên khoảng không gian này thì đã được làm sẵn cho mình một cái mái che nắng che mưa rất là tiện ha quý cô chú và anh chị. Và em thương không để quý cô chú và anh chị mình nóng lòng chờ lâu hơn nữa đâu, em xin bật mí giá của căn nhà này luôn. Căn nhà diện tích ngang 4,5 m, dài 15 này, thiết kế một trệt một lầu, nhà hướng nam, có giá là 1.500.000.000. Đây là giá 100%, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí khác. Quý cô chú và anh chị mình khi xuống xem nhà, mình còn được gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng lại một cái mức giá tốt hơn luôn. Và sẵn sàng hỗ trợ quý cô chú và anh chị mình vay ngân hàng ha. Nhà mình là bao test lưu hành luôn. Tiếp theo thì em mời quý cô chú và anh chị mình di chuyển lên bên trên nè, để mình tiếp tục tìm hiểu công năng sử dụng của căn nhà này. Và quý cô chú và anh chị mình ráng xem video thêm vài phút nữa thôi. Cuối cùng thì em thương sẽ dẫn quý cô chú và anh chị mình từ căn nhà ra đến khu công nghiệp Hồ Tràm luôn, để cho quý cô chú và anh chị mình quan sát những tiện ích xung quanh ha. Và đây là không gian ở trên lầu. Trên lầu thiết kế cho mình tới 3 phòng ngủ lần quý cô chú và anh chị. Một căn nhà có thể ở cho gia đình từ 6 đến 8 thành viên. Đây là căn phòng đầu tiên nè, cũng có cửa sổ cho mình luôn. Và căn phòng số 2 bên đây đặc biệt hơn, căn phòng này tới 2 cái cửa sổ ha quý cô chú và anh chị. Quý cô chú và anh chị mình có thể mở ra nè, lấy tháng lấy gió ha, không có bị ngợp bị bí luôn. Về căn nhà này rất là thích, ban ngày quý cô chú và anh chị mình không có cần phải sử dụng thêm quạt hay là máy lạnh đâu. Dạ thì toàn bộ cửa căn nhà của mình, cửa phòng đều được chọn là loại cửa nhôm kính mờ ha quý cô chú và anh chị. Và đây là nhà vệ sinh để cho mình tiện việc sử dụng, ốp led sạch sẽ, trang thiết bị nội thất cơ bản thì hầu như đã có hết rồi. Và đây là căn phòng cuối cùng. Căn phòng này thì quý cô chú và anh chị mình có thể để là phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy thuộc theo nhu cầu của gia đình nè. Căn phòng này thì có 2 cái cửa sổ, một cái cửa sổ hướng thẳng ra ban công ha, và một cái cửa sổ bên đây, rất là mát mẻ luôn. Ở căn nhà này thì rất là thích ha. Với mức tài chính chỉ có đúng 1,5 tỷ thôi đã có thể sở hữu được cái căn nhà này rồi. Một trệt một lầu tới 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đây là ban công của mình. Cô chú và anh chị mình về đây thì mình có thể để thêm những chậu cây, chậu kiểng nè, hoặc là mình để dành mình phơi đồ cũng rất là thích hợp với cô chú và anh chị. Ban công của mình thì đã được rào lại rồi. Nhà mình thì hướng nam, buổi sáng cũng có nắng để cho quý cô chú và anh chị mình phơi đồ luôn. Lúc nào em Thư cũng muốn chia sẻ đầy đủ, rõ ràng, minh bạch và công khai để cho quý cô chú và anh chị mình dễ cân nhắc theo nhu cầu và tài chính của gia đình ha. Thì như em Thương có chia sẻ là nhà mình cách khu công nghiệp Cầu Tràm là đúng 1 cây số, và bây giờ thì em Thương sẽ đưa anh chị mình từ căn nhà ra đến